Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em của chúng ta uh, trên bản tin tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh Tên từng con sóng vào ngày thứ sáu. Uh, và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba nội dung chính. Phần thứ nhất thì Hùng Lê sẽ cùng với anh chị em chúng ta sẽ đi phân tích những cái danh mục cổ phiếu mạnh, cổ phiếu tiềm năng. Và trong tuần này thì Hùng Lê sẽ có một vài cái sự thay đổi trong cái danh mục phân tích đầu tư. Uh, đặc biệt là Hùng sẽ phân tích uh, thêm À, cho các anh chị danh mục à, thủy sản diệt may cao su bởi vì trên thực tế thì bản tin tuần của chúng ta chỉ có khoảng hơn một giờ một tí nên là chúng ta không thể nào mà chúng ta phân tích được hết tất cả những cái mã cổ phiếu tiềm năng và tất cả những cái mã cổ phiếu đó thì đều được cùng lê các cái nhóm ngành đó thì đều được cùng lê phân tích ở trên room không chat no 02 và sẽ liên tục được cập nhật và tí nữa thì cũng sẽ cho các anh chị thấy một vài các cái hình ảnh và chúng ta sẽ uh, sâu lại để chúng ta thấy được cả cái cách thức mà chúng ta làm việc bởi vì là bản tin tuần thì chúng ta sẽ không đủ thời gian để mà chuyển tải hết uh, sau đó thì chúng ta vẫn tiếp tục uh, sẽ phân tích nhóm viettel uh, nhóm bất động sản khu công nghiệp nhóm thép nhóm vật liệu đầu tư công đầu tư công ở nhóm dầu khí, nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán và còn thời gian thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Và tuần này thì cũng sẽ bỏ nhóm ngành điện và nhóm ngành bất động sản dân cư, cũng sẽ không phân tích. Ở phần thứ hai chúng ta sẽ review lại kịch bản phân tích tuần video số 184 và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài các cái nhận định về cái xu hướng tuần mới, tuần từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7 năm 2023. Thì các anh chị lưu ý tất cả những cái phân tích trên video tuần thì mang quan điểm của cá nhân Hùng Lê, chính vậy nên các anh chị sẽ cân nhắc trước khi xem các video ngoài ra thì uh, các cái um, các cái mã cổ phiếu mà chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần thì ông sẽ uh, dành thời gian để ông trả lời tất cả các cái câu trả lời uh, tất cả các câu hỏi của anh chị dưới những cái góc nhìn tốt nhất và tối ưu nhất uh, dưới góc nhìn của cá nhân hùng lê ok và trong tuần vừa qua thì các anh chị lưu ý đó là có hai cái điểm nhấn kỹ thuật cực kỳ quan trọng điểm nhấn kỹ thuật thứ nhất đấy là sau khi mà chúng ta phân tích bản tin tuần video số 100... trăm uh, 184 thì dự báo là thị trường phía trước chúng ta còn khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên đến phiên ngày thứ hai lúc đó khoảng tầm độ 10 giờ. Lúc đó khoảng tầm độ 10 giờ. 10 giờ đây 9 giờ 32 phút. Các anh chị 9 giờ 32 phút 9 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7 thì hiện tại lùng phân tích vùng nhận diện thấy dòng tiền chủ động rất là tốt này cổ phiếu mua này chờ mua tiếp tục tăng mạnh trong phiên sáng nay cho thấy dòng tiền sẽ sẵn sàng bắt đáy nếu xác nhận xu hướng hồi à, sau nhịp cáp tăng ATO thị trường sẽ dự kiến sẽ đi lớp cáp và lớp cáp xong thì các anh chị chủ động giải ngân từ 30 đến 50 vị thế để chúng ta bắt đáy và chúng ta tận dụng nhịp sóng hồi và các cái vùng bắt thì chúng ta sẽ uh, dự kiến ở những cái vùng uh, mà ví dụ như là VN30 sẽ lấp gáp ở quanh 112 1121 đến 1123. Đó thì cái câu chuyện là gì? Cái điểm nhấn kỹ thuật đầu tiên nó đến đó là trong khoảng 10 giờ phiên giao dịch của ngày thứ hai. Uh, ờ 10 giờ phiên giao dịch của ngày thứ hai thì như vậy là 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 thị trường của chúng ta bắt đầu có một cái sự uh, phân kỳ và bắt đầu có những tín hiệu tốt và sau đó buổi chiều thì cũng đã làm cái video này video phân tích sóng hồi và trong video phân tích sóng hồi đó thì cũng có phân tích uh, chi tiết cho các anh chị nhóm ngành thủy sản các anh chị cũng nắm được rồi chúng ta xem lại chúng ta nắm được rồi ok thì đấy là điểm nhấn kỹ thuật uh, của uh, điểm nhấn kỹ thuật của thị trường ở trong tuần vừa qua thì uh, ok khi mà chúng ta tiếp cận được như thế để chúng ta hiểu được rằng trong phiên giao dịch của ngày thứ hai uh, trong phiên giao dịch ngày thứ hai chính là phiên mà thị trường có xu hướng phục hồi giá cổ phiếu sẽ thấp nhất ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai và kể từ đó thì thị trường bắt đầu có một nhịp sóng hồi các anh chị lưu ý như vậy và nhịp sóng hồi đó thì mình phân tích là sóng hồi t t cộng và đến thời điểm hiện tại thì có những mã đã đạt sóng hồi t cộng tức là t 3 và hiện tại có những mã thì bây giờ đã đạt sóng hồi t 5 tức là sau khi kết thúc tuần thì cổ giá cổ phiếu tiếp tục tăng như vậy là chúng ta đã có một cái điểm thu gom cực kỳ tuyệt vời trong cái tuần vừa qua và như ông có phân tích có chia sẻ với các anh chị tất cả những cái uh, những cái mã cổ phiếu à, tất cả những cái sự biến động của thị trường nó luôn luôn thay đổi chính vậy nên anh chị em sẽ cần à, có những cái sự tương tác à, trực tuyến như vậy thì chúng ta mới nhận được những cái giá trị trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư để chúng ta sẵn sàng chúng ta chiến đấu khi mà thị trường có những cái tín hiệu tốt ok các anh chị và về phân tích sóng thì nói chung là team của ông lê thì phân tích các cái sóng tăng và các cái sóng giảm tương đối khá là sát với xu hướng chung của cả thị trường ok À, thì đối với C2 trong phiên ngày thứ hai đây các anh chị có phục hồi và C2 cũng đã quay trở lại được cái target 19 và hiện tại thì C2 có ba cây, hai cây nến giảm và một cây nến hồi ở à, trên góc độ kỹ thuật như thế này thì có thể C2 tuần tới nó sẽ tiếp tục ở biên 17.8 đến biên 18 đó là biên tích lũy và chúng ta sẽ đánh giá thêm à, cổ phiếu VPG VPG thì khá là tốt đó các anh chị trong phiên giao dịch của ngày thứ hai đây ạ đó, tức là mẫu chốt vấn đề là phiên giao dịch ngày thứ hai là phiên tạo đáy ngắn hạn của rất nhiều các mã cổ phiếu Và đến thời điểm hiện tại thì gần như VPG là ăn tận T, T5 Các anh chị, T0, T1, T2, T3, T4 Tức là năm phiên giao dịch và đến phiên giao dịch cuối cùng thì VPG vẫn tiếp tục tăng giá Và với xu hướng tăng như hiện tại thì chúng ta thấy rằng là vùng 17.8 đến vùng 18 Và thậm chí là tuần tới thì có thể kéo lại ở cái cản khoảng quanh vùng 18.5 Và sau đó thì nó sẽ có một cái nhịp test lại ở đây thì chúng ta đánh giá thêm Ờ... Uh cổ phiếu SMC, SMC cũng khá là tốt đó. SMC thì sau khi mà nó đạt được cái target uh, kỹ thuật ở đây khoảng quanh vùng 14.5, hai lần, ba lần, nói chung là 14.3 đến 14.5 thì nó đang xây nền rất chắc ở vùng 18 đến vùng 13 và các anh chị nhìn thấy là phiên ngày thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ tư, thứ năm thì nó đều có những điểm uh, hút lại ở vùng hỗ trợ và sau đó nó đều đẩy lên ở cái vùng kháng cự ở trên 14 cộng. Thì uh, nhìn chung thì khả năng uh, với cái thế trận của thị trường hiện tại đang khá là tốt thì khả năng tuần tới nó sẽ trả cung nhẹ nhàng lại khoảng quanh vùng 14 13.5. Và cái xu hướng mục tiêu thì khả năng là uh, 14.5 đến 15 vẫn là hướng tới của cổ phiếu SMC. Nói chung là nó nằm nó nằm ở trong nhóm thép. Uh, nhưng vì ngày xưa là chúng ta phân tích nó ở cái danh mục khác nên là bây giờ vẫn đặt nó ở đấy và tí nữa chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu thép ở đằng sau. Uh, mã cổ phiếu VDS thì như vậy là chúng ta đã trải qua một hành trình rất là dài nếu như các anh chị có thể xem các cái bản tin tuần thì chúng ta đều nắm được và hiện tại thì uh, VDS ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai đây các anh chị nếu mà chúng ta mua ở biên 16.8 đến biên 17 thì hiện tại bây giờ chúng ta vẫn có một cây hồi T5 chứ không phải là T cộng nữa các anh chị hàng hoàn toàn về tài khoản luôn và về tài khoản trong thì có lãi Hiện tại thì uh, tuyệt vời, target 18 trên 18 và với cái đà đi hiện tại như thế này á thì khả năng cao nó sẽ chỉ có chỉnh cung nhẹ nhàng thôi và 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 nó sẽ tiếp tục kéo. Cái xu hướng là nó sẽ tiếp tục kéo. Và VDS sẽ kéo về đâu thì bây giờ nó cũng khá là căng đó các anh chị thì chúng ta cứ hai nhịp một. Tức là 18 rồi thì chúng ta sẽ ngắm lên khoảng vùng 20 và các anh chị lưu ý là đối với tại sao lại phân tích con VDS đó các anh chị nhìn thấy này. Khi nó vào một cái sóng tăng thì nó tăng từ khoảng vùng 5 Uh, nhịp đó nó tăng từ vùng 5 lên đến tận vùng 35 Và nhịp này cũng như vậy thôi Nó đang vẽ những cái chạc rất là đẹp Tất nhiên uh, với những anh chị em đến sau Thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải uh, Từ 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 tốn các anh chị Bởi vì con VDS này cũng đã phân tích rất là sớm rồi uh, uh, Con ADS xin lỗi cả nhà uh, Tuần này thì mình phân tích thêm cho uh, Con DABACO DBC DBC cũng nằm trong danh mục khác Và hiện tại Hiện tại thì DABACO Ờ, tuần này thì nó cực tốt luôn. Break cản 22 và tiếp tục đi về được đến cái vùng kháng cự 24.5 đến khoảng vùng 25. Thì ở đây trong ngắn hạn các anh chị lưu ý này, trong ngắn hạn ở đây thì chúng ta thấy rằng là à, Dabaco đang có một cái vùng cản này là vùng cản tương đối mạnh, vùng cản tương đối mạnh và bản thân thì nó cũng đã diện có những cây nến gọi là cái râu nến ở dưới rất là sâu, tức là nó đã test những cái vùng 22.8 rất là ok. Uh, lực cầu khá là tốt các anh chị lực cầu khá là tốt chính vậy nên là cái cái xu hướng là nó sẽ có thể nó test cung thôi nhưng mà test xong thì cái xu hướng chủ đạo của của nó là nó vẫn diện nó vẫn tiếp tục tăng tiến lên về phía trước và nhìn về lực cung lực cầu như thế này á, thì chúng ta vẫn có thể uh, kỳ vọng ở khoảng vùng 27.3 đó cái xu hướng là nó sẽ kéo về khoảng quanh vùng 27.3 tiếp diễn của Dabaco ở cổ phiếu ptb là một mã cổ phiếu cực kỳ tốt và Tại sao lại hôm nay mình phân tích Thực ra không phải hôm nay mình phân tích mà các anh chị Vì các anh chị những anh chị mà Trong tim của Lê thì mọi người sẽ nắm được Cái dòng thời gian ví dụ ptb Hùng đã phân tích tận từ Một chiều dài khá là dài bởi vì cổ phiếu này là một mã cổ phiếu cơ bản tốt các anh chị Đây là một mã cổ phiếu cơ bản tốt Từ tháng 2 xong tháng 4 tháng 5 tháng 6 Đó Nhóm gỗ mùng 7 tháng 6, 13 tháng 6 Ví dụ như vậy thì có thể chúng ta sẽ Thử, thử xem lại cái phân tích Đó mùng, mùng 6 tháng 6 đi Thì nó đang tích lũy ở vùng 43.5 đến 44 rất là tốt Và hiện tại đạt target Đã đạt target 48 Trên mục tiêu là 46 Đến 47 Thì chúng ta thấy rằng là đây Các anh chị này Tức là có, tại cái thời điểm mà nó tích lũy Ở vùng 43.5 đến vùng 44 Đó thì Hùng đã có những cái phân tích khuyến nghị nhà đầu tư mùng 5 tháng 6 mùng 29 tháng 5 PTP cổ phiếu cơ bản tốt 29 tháng 5 Đó, ở vùng vùng giá khuyến nghị 4445 bây giờ sẽ thành 4242.5. Đó thì là ở chúng ta có vùng ngày 16 tháng 5 nữa và ngày 12 tháng 5. Đấy, tận 12 tháng 5. Đấy là những cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu có những cái phân tích rất là sớm, nói chung là nó sẽ thành đó ở vùng 43.5 đến 44. Các anh chị nhặt rất là đẹp. Đây. 43.5 đến 44, sau đó thì chúng ta nâng cái target của nó lên 47 và cái nhịp này nó đạt lên được 48 và sau đó nó chỉnh cung. Các cái điểm chỉnh cung khá là đẹp và trong phiên giao dịch ngày thứ hai tuần vừa qua thì hùng có khuyến nghị là ai đang cầm cái gì thì chúng ta cứ bắt cái đấy và các anh chị nhìn thấy là sau khi mà chúng ta bắt phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba. Đấy là hai phiên có những cái điểm mua tốt nhất của những cái mã cổ phiếu mà các anh chị đang cầm thì chúng ta ăn đến tận ba cây nến và ba cây nến này là ba cây nến gọi là ba cây nến chọc trời các anh chị bởi vì sao bởi vì ptb cái dòng tiền là bây giờ nó quá tốt luôn đó thì như vậy là cái câu chuyện là gì không phải bản tin tuần là chúng ta không đủ thời gian để chúng ta chuyển tải chúng ta phân tích đó ví dụ như ngày 13 tháng 6 tiếp tục phân tích cái xu hướng của thị trường của ptb đó ngày mùng 7 tháng 6 hôm qua đấy tiếp tục hướng lên những cái target rất là đẹp nhịp này dự kiến PTB sẽ hướng lên vùng 62 à, như vậy là xu hướng thì cực kỳ đẹp rồi như vậy là chúng ta thấy rằng là tuần tới thì khả năng PTB sẽ hướng cả 54 và xa xa hơn thì nó sẽ ngắm lên vùng 60 đến khoảng vùng 62 ok à, nhóm ngành thứ hai cũng sẽ phân tích đó là nhóm ngành thủy sản thì trong buổi chiều ngày thứ hai tuần vừa qua thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi nhìn chung thì nếu mà những anh chị em mà À, xem bản tin thì cũng đã nắm được sơ sơ ờ uh, cái ý đồ đó các anh chị trong phiên giao dịch ngày thứ hai đây thì buổi sáng sáng ngày thứ hai lùng đã nhận diện thấy là ngon lắm tất cả các thứ là chúng ta ngon lành luôn và đến thời điểm hiện tại thì các anh chị thấy là nếu mà chúng ta mua phiên giao dịch ngày thứ hai thì bây giờ đóng cửa 11.5 ít nhất là lãi lãi ít lãi nhiều không cần quan tâm nhưng ít nhất là lãi đó và đối với ASM uh, xu hướng kỹ thuật hiện tại khá là tốt tuần tới có thể đánh khoảng 10 đến khoảng tầm 12 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là chúng ta sẽ ngắm lên cái target kỹ thuật tiếp theo của ASM ở quanh vùng 12 IDI cũng rất là ok đó IDI phiên ngày thứ hai phân tích cho các anh chị rồi đấy các anh chị bắt đúng cái điểm suýt xịt này luôn đó chính là cái vùng hỗ trợ 12 8 13 và chúng ta ăn hẳn 3 4 5 cây luôn và thậm chí cây ngày hôm nay là suy soát đạt 14.5 mặc dù là nó bứt đây là kịch nó có cái cản 14 các anh chị này thì nó không thể vượt nó đóng ở 14.05 tức là nó sát với cái vùng cản nhưng mà đấy suy soát là lên đến tận 14.5 rồi thì về cơ bản về mặt kỹ thuật là xu hướng của IDI vẫn tiếp tục đẹp và thậm chí nhịp này không phải là 14.5 mà nhịp này có thể vươn lên đến tận 15 đến 15.5 và hiện tại thì dòng tiền bắt đầu đánh IDI từ vùng 12 tức là ở đây là tạo lập người ta bắt đầu thu hút được một cái lượng tiền rất là lớn các anh chị yên tâm chúng ta cầm ở cổ phiếu CMX cũng là một mã cổ phiếu trong ngành bất uh, ngành thủy sản rất là hay tính đầu cơ khá là tốt đó trong phiên giao dịch ngày thứ hai đây các anh chị bắt xịt 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 luôn ở, ở đâu đó ở khoảng vùng 9.5 9.6 Ít nhất bây giờ là 10.2 Đó ít nhất là 10.2 thì cứ lãi cái đấy Không cần biết và Khi mà chạm ở đây này 10.2 đến 10.5 là vùng cản kỹ thuật chính vậy nên là nó sẽ có cái sự test cung trở lại và tuần tới ở biên 98 đến biên 9.9 Test cung là tuyệt vời Cổ phiếu ANV, ANV hiện tại cũng đang rất là hay Cách đây Đấy phiên ngày thứ hai thì cũng đã có phân tích đúng không Đó ngay ở điểm này Tức là khoảng vùng 35.5 vùng 36 bắt đầu nó đẩy lên và tuần này nó tiếp tục test lại một điểm test ở đấy cực kỳ hay Và lực đánh của dòng tiền uh, rất là tốt đối với ANV thì Hùng có phân tích cái vùng 3233 này này uh, ANV, đây ví dụ như này ANV, đó chúng ta sẽ không tìm cái anh chị nhé, bởi vì tìm như này nó sẽ rất là mất công và nó cũng chả giải quyết cái gì cả đó, nó cũng chả giải quyết cái gì cả quan trọng là anh chị em xem Hùng rất là dài rồi chúng ta đều nắm được mùng 8 tháng 6 này uh, mùng 6 tháng 6 ví dụ như vậy ANV thì nó sẽ có cái điểm tích lũy này, ở vùng 3233 rất là tốt và chúng ta sẽ ngắm cái cản kỹ thuật của nó lên tích lũy này là ok này công kháng cự mạnh 35 35 5 đó tại ngày mùng 6 tháng 6 các anh chị nhá đó thì tại ngày mùng 6 tháng 6 ở đây thì chúng ta bắt đầu diện chúng ta bắt đầu bắt đầu có một cái sóng lên và chúng ta phân tích cái vùng cản kỹ thuật 35.5 đến 36 ở đây và nó đạt mắc cái target ở đây sau đó nó chỉnh cung và cái điểm chỉnh cung này cũng cực kỳ đẹp từ cái điểm này thì bắt đầu diện phục hồi và xu hướng của ANV cũng là xu hướng nhịp này thì nó cũng tăng tốt rồi. Đó, vùng 35.5 36 trở thành vùng tích lũy khá là ok. Nhịp tới thì nó sẽ dự kiến nó sẽ đánh vượt vùng 39 để tiếp tục đi lên. Cổ phiếu Vĩnh Hoàn, VHC thì không có gì phải bàn cãi cả. Đó, Vĩnh Hoàn thì các anh chị lưu ý ở đây là ông cũng đã có phân tích đây. Cái nhịp của Vĩnh Hoàn là đâu đó tận khá là xa đấy chứ không 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 gần đâu. VHC đây này, VHC này vận động trong mô hình tam giác nhỏ và lấp lại vùng 58.5 đến khoảng vùng 59.3 đó từ ngày 6 tháng 6, 6 thì sau khi mà chúng ta phân tích xong á thì cổ phiếu này nó view lại nó test lại đây các anh chị và nó test suýt soát ở vùng 59.3 và từ đây thì chúng ta có một cái target kỹ thuật 1 nó ta ghét kỹ thuật 165 và trong, uh, trong 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 uh, trong 4 ngày trước thì khuyến nghị mua mua gấp mua ngay mua ngay lập tức mua Đấy, ANV à, VHC đây mua ngay. Ok, đó. Quỳnh chỉnh cung nhẹ cái là phải chủ động ăn thêm ngay. Cách đây 4 ngày và đến thời điểm hiện tại thì VHC cũng đã uh, lên những cái target gọi là target kinh hoàng các anh chị. Như vậy là bách 72 và thậm chí là có những cái thời điểm trong phiên đã bắt đầu tiệm cận lên được đến cái vùng cản kỹ thuật ở vùng 75 đến 76.5 rất là đẹp. Uh, nhìn về xu hướng như thế này thì VHC sẽ tiếp tục đánh tức là uh, khả năng cái vùng cản kỹ thuật này đây là vùng cản mạnh nên là nó sẽ có cái sự rung lắc nhất định và nó xu hướng nó sẽ test lại vùng 72 bản thân thì khi nó công 72 thì nó đã có ba cây nến test bốn cây nến test lại vùng 70 rồi đó thì có thể là là nó đã tiêu hao cái 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 vùng gọi là đây rồi này nó đã có thể nó đã tích lũy đã rồi thì có thể nó tiếp tục nó đẩy thôi Còn cái nhịp test kỹ thuật nhẹ lại ở quanh vùng 72 thì cũng là một cái dự báo cần thiết để chúng ta uh, Cổ phiếu nó tích lũy thêm trước khi mà nó lấy đà nó vượt vùng 76 và xu hướng của uh, VHC rất là ok Rồi uh, sau đó thì chúng ta sẽ đến nhóm ngành Diệt May Nhóm ngành Diệt May cũng như vậy Hùng đã có phân tích một cái chiều dài uh, Rất là dài luôn Và ví dụ như mã cổ phiếu TNG thì được Hùng phân tích và định hướng đó là một mã cổ phiếu cầm dài đánh dài và các anh chị nhìn thấy từ tháng 1 này 19 tháng 2 17 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 4 tháng 6 tháng 6 và chúng ta liên tục có cái mật độ TNG tức là như vậy là chúng ta liên tục theo dõi dõi theo dõi theo những cái đường đi nước bước của nó thì nói thì thì nói nhưng mà trong ngắn hạn đúng không phiên ngày thứ hai 18.8 đến vùng 19 các anh chị xúc đi đúng không ạ tại thời điểm nó xúc đi xúc thì bây giờ có vùng 20 chấm thậm chí viện ngày còn 20.5 đó cái câu chuyện nó là như vậy và chúng ta đã có một cái hành trình rất là dài và liên tục tìm kiếm những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật để cho các anh chị em à vào đúng không ạ? Và ít nhất là chúng ta vào đây là hơn những cái ông vào đây và hơn những cái ông mua ở phiên ngày hôm nay đúng không ạ? Bởi vì chúng ta có vị thế quá tốt luôn. Từ ngày thứ hai rồi ung dung không các anh chị? Quá ung dung, tự tại không ạ? Quá tự tại luôn. Và cái sự thành công của trên thị trường chứng khoán nó là gì? Yếu tố về thời gian các anh chị lợi về t là các anh chị đã sống rồi các anh chị lợi về giá vốn là các anh chị đã sống rồi kết hợp hai cái đó với nhau thì coi như anh chị sống còn nếu mà không nắm được hai cái đó không làm chủ được hai cái đó thất bại ok và đặc biệt là phân tích về xu hướng thị trường đó hùng đã có những cái 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 video ví dụ phiên ngày 20 tháng 6 đúng không anh chị sóng hồi ok các anh chị mua nhịp đấy ngon lành luôn lãi luôn ai mà không lãi thì cứ inbox trùng lên sẽ, sẽ kiểm tra xem đó và và tiếp theo là hôm vừa rồi thì cái tuần vừa rồi đó ngày mùng 3 tháng 7 luôn lãi luôn Ai không lãi thì inbox cho cùng xem. <laughs> ok. À, thì đối với TNG đây, à, rất là ok ổn các anh chị và nhịp này thì quá đẹp rồi. À, hướng đến vùng 21 và thậm chí là vùng 22, xu hướng cực đẹp. VGT cũng là một mã cổ phiếu được cùng phân tích khuyến nghị cầm dài đánh dài và các anh chị nhìn thấy đấy sướng không ạ? Đấy. Ờ à, phiên ngày thứ hai, ngày thứ ba các anh chị em hồ hởi phấn khởi mà húc được phát 12.3, 12.5 bây giờ đóng cửa vùng 13.3 chả cười hở 10 cái răng. 13 là vùng kháng cự và đối với VGT cũng đã có một cái hành trình phân tích tương đối là dài đó các anh chị, cực kỳ dài luôn. Đó. Thì đến thời điểm hiện tại là 13 trên 13 và khi công cản 13 thì nó bản thân ở đây nó cũng có ba cây nến các anh chị, ba cây nến test tích lũy. Tức là nó vừa tự test, tự cung, tự test, tự cung, tự test ở trong phiên như vậy là cực kỳ khỏe, cực kỳ tốt và những cái cây nến như này là cây nến cực kỳ tuyệt vời khi nó công vùng kháng cự. Đó, lực cầu tốt, giá tốt, tâm thế vị thế tốt thì không có lý do gì mà chúng ta không nâng target lên cả 14 tiếp theo cổ phiếu GIL cũng được khuyến nghị đầu tư với một góc nhìn trung và dài hạn à, các anh chị trung và dài hạn nghe nó hơi kinh nhưng mà đây này từ cái thời điểm này khi mà là tiếp cận đến đấy, nó có sách mách có chứng này chúng ta xem lại tí nhé Đấy, 10 GIL này tận tháng 3 nhá. Tháng 3 nhá là chúng ta ở vùng 17.5 đến 19 này, trung hạn này. Ok gom thêm. Và khi mà ở vùng không nhớ nhưng mà tóm lại là đấy, 10 GL vẫn theo phân tích trung hạn 19.5 này. Đó, tận 17 tháng 2, 19 tháng 2, 19 tháng 1 đấy là những cái thời điểm mà chúng ta phân tích cái 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 xu hướng của con GL. Đó là một cái xu hướng về mặt trung và dài hạn. Đó, vòng thậm chí cũng đánh đó. Rất là dài thì chúng ta nhìn thấy rằng là đây từ tháng 1 cơ các anh chị đấy là tháng 12 đây từ tháng 1 đây thì chúng ta nhìn thấy một cái biên tích lũy của nó ở đây đó 19.5 đến vùng 20 và thậm chí là có những cái điểm mà mua tốt các anh chị gom tốt ở vùng 18 6 19 luôn và sau cái điểm gom đó thì cũng có đề cập đến là chúng ta phải có một cái target 28.5 đến vùng 30 thì đến thời điểm hiện tại tuần này chính thức đạt 30 trên 30 cái câu chuyện là gì sau cái đạt 30 trên 30 nó làm gì thì có thể ở đây nó sẽ có một cái sự tích lũy nhẹ lại ở quanh vùng 28.5 sau đó thì nó sẽ tiếp tục hướng cản 32 và xa xăm hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 34, 35 Tức là gì? Như vậy là GL đã chính thức xây xong Các à, anh chị, GL đã chính thức là xây nền xong ở một cái target trung và dài hạn Đó chính là điểm 19.5 đến vùng 20 ở đây Và sau khi nó tích lũy xong thì bây giờ là cái target 1 lồng đã đưa từ đây lên đến vùng 30 đến 30 và, và đặc biệt là khi mà trước khi mà nó công cái cản vùng 30 ấy, thì nó lại có một cái điểm tích lũy cực đẹp ở đây nữa thì kết hợp những cái điểm tích lũy như thế như vậy á thì như vậy là l hoàn toàn có thể là diện nó có một cái trend lên và thậm chí là từ 30 đánh lên 50 đó, các anh chị cứ chờ đi và đấy là những cái trend rất là dài bởi vì nhịp một là nó đánh từ 20 lên 30 là 50 phần trăm rồi và có thể từ 30 lên 40 rồi xong nó sẽ lên 50 và l sẽ đi những cái trend như vậy ta chờ thêm nhá à, rồi à, nhóm ngành cao su à, cao su cũng như vậy các anh chị cao su cũng là một trong những nhóm ngành mà à, theo suốt thời gian DRC đó và chúng ta không thể có thời gian đấy từ tháng các anh chị nhìn này từ tháng 1 này được chưa tháng 1 này tháng 2 này tháng 2 này tháng 3 này tháng 5 này tháng 5 này tháng 6 này đó liên tục cập nhật và nhóm ngành cao su thì ngày 27 tháng 6 hình như ông cập nhật cái điểm gần nhất ngày 22 tháng 6 trong lúc chờ các anh chị hỏi các câu hỏi thì đây DRI sẽ như thế nào DRC thì nhìn về xu hướng thì như thế nào nữa, ví dụ là DRC sẽ canh sẽ công vùng 21 21.5. Nếu mà không đi được thì chốt bớt, đi được thì cầm thêm, đúng không ạ? GBR đấy, rất rất chi tiết luôn các anh chị đọc, hiểu thôi, chỉ cần đọc hiểu thôi, chả cần làm gì. Thì uh, tiếp tục các anh chị nhé, nhóm ngành này chúng ta sẽ có cổ phiếu DRI. DRI thì ngắn hạn nó đang hơi chầy cối một tí nhưng không sao. Ờ uh, DRI thì con này khi nó vào sóng nó cũng vào rất là đẹp hiện tại thì khả năng là tạo lập họ gom chưa đủ hàng nên là họ sẽ tiếp tục lớn uh, lươn khơn ở vùng 8.3 8.5 năm uh, cản chín ở đây thì cũng đã đánh lần một rồi nhưng khả năng nhịp này nó sẽ bắt đầu nó tích lũy ổn định ở đây xong nó đánh cản lần hai và xu hướng sẽ DRI có thể chạm cản 10 ở nhịp này DRC thì rất là ngon lành cổ tức thì ăn nghìn ba cổ ăn cho tí đã luôn đó và đến đến thời điểm hiện tại thì DRC đó trong tuần này Thì DRC đây phiên ngày thứ hai 21.7 21.8 ít nhất là vẫn lãi rồi đó, Mua ở vùng phiên ngày thứ hai thì bây giờ là Đóng cửa 22.35 Tạm ổn Không lỗ Lãi nhẹ Và bây giờ xu hướng nhìn về mặt xu hướng thì như vậy là DRC tiếp tục uh, Hướng lên vùng target kỹ thuật 23 23.5 Cổ tức ăn nghìn ba rồi và giá cổ phiếu thì nó cứ tiếp tục phi mã thì như vậy có sướng không ạ uh, Cổ phiếu GVR <laughs> GVR cũng rất là hay ở đây cao su GVR đấy GVR các anh chị này thì ở đây chúng ta lần lượt xây và đối với GVR thì cũng đã có một cái hành trình phân tích cực dài luôn đó từ những cái vùng hỗ trợ đây là vùng 15 7 16 nơi người ta ghét lên khoảng 17.5 mà nó lên tận 19 sau đó nó chỉnh cung này và những cái vùng đấy 17.8 18.2 đây này thì nó có hết mà tất cả những cái cái đó nó có hết đây này đó tại ngày 22 tháng 6 nhá thì ví dụ như là anh em chỉnh cung này chốt bớt vùng 20 chỉnh cung 17.8 18 2 cân thêm đó thì 17.8 đến 18.2 đây các anh chị này khi chạm đến vùng này chốt bớt đi thì đây nó sẽ 17 18 8.2 cân lên và nâng target lên vùng 20 tuần này thì phi mã rồi 21 rồi và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên cản target vùng 22 Uh, xa xa hơn thì có thể là lên vùng 24 đó, được 224 nhưng mà cứ từ từ xu hướng hiện tại thì đang rất là ok phr cũng như vậy một mã cổ phiếu cực kỳ hay và cái sự hay như thế nào thì các anh chị có thể vào tim mùng lê mà đọc uh, và những cái phân tích thì không thể truyền tải hết được anh chị 40 41 và chúng ta nâng cái target một lên khoảng quanh vùng 47 47 uh, nó tích lũy ở đây là vùng 45.5 46 thì chúng ta tiếp tục nâng ta ghét lên vùng 54 đến vùng 55 và hiện tại thì uh, hiện tại thì phr đang trên cái hành trình uh, trên cái hành trình thực hiện cái ta ghét này đó PHR ở đây 45.5 đến 46 cân thêm quá ổn áp khả năng sớm thì uh, với cả 48 50 và chúng ta sẽ đưa cái ta ghét của em này lên khoảng vùng 54 đến vùng 55 phân tích này ở ngày 22 tháng 6 đó, thì như vậy là đây, vùng tích lũy này, ví dụ 45.5 đến 46, các anh chị nhìn thấy nhá. Đó, này nó tích lũy này, 45.5 đến 46. Và nó tích lũy, thậm chí nó tích lũy rất dài. Để các anh chị thu gom và khi tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta nâng target mục tiêu 55 đến 56. 54 55 56 ở đây và hiện tại thì nó đang gì đang cái hành trình nó đi. Tất nhiên trên cái hành trình nó để nó lên được cái target này thì có thể đấy, nó có những cái điểm nghỉ này. Ví dụ như điểm 48 49. Đó là điểm nghỉ của nó sẽ không phải một phát là nó chọc lên được luôn đâu các anh chị đó rồi như vậy là bốn cái nhóm ngành cực kỳ tốt các anh chị và chúng ta đã liên tục phân tích ở trong cái thời gian vừa qua theo dõi ở trong cái thời gian vừa qua và mấu chốt vấn đề thì hùng vẫn nhắc lại đó là phiên giao dịch của ngày thứ hai là phiên tạo đáy ngắn hạn phiên mà thị trường phục hồi phiên mà tất cả thuyền lớn thuyền bé thuyền to thuyền nhỏ thuyền tốt thuyền xấu tất cả đều lên hết và đến thời điểm phiên kết tuần thì hùng đã chứng minh cho các anh chị thấy rằng đấy là những cái phân tích rất là đứng đắn và 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 rất là sát các anh chị, rất là sát. Nhóm việt Viettel chúng ta có VGI quá tốt đúng không? VGI ổn áp rồi. Phiên ngày hôm nay thì đẹp quá. Đấy thì nó cũng nằm mở mấu chốt trong cái phiên giao dịch ngày thứ hai luôn và trong tuần trước thì ông đã phân tích khá kỹ cái ý đồ để ông chia sẻ với các anh chị, đấy là cái vùng 23.5 cái cây nến của ngày thứ hai nó sẽ là một cái cây nến nó quyết định cái xu hướng và cây nến này là cây nến diện quyết định xu hướng đi lên chứ không phải quyết định xu hướng đi xuống nó lốc được cái thiện phân nến giảm và bách lại vùng 24 mươi sau đó tiếp tục có hai cây nến test lại đẹp ở vùng hai mươi hai ba tám đến vùng 24 và phiên kết tuần thì không có gì phải bàn cãi cả lực cầu quá tốt hai triệu sáu và nó đạt mắc target lên vùng 26 mươi trên hai một cái target cực kỳ cao như vậy ở đây thì chúng ta ngắn hạn là chúng ta sẽ có ở vùng 25 mươi và uh, Uh, và chúng ta sẽ ngắm lên uh, cái cái kỹ thuật ở đây khoảng quanh vùng 28. Ờ uh, tuần tới thì nó có thể là nó sẽ test cung lại một tí và bách cản 26 thì chúng ta sẽ ngắm cản 28. Ờ uh, cổ phiếu CTR cũng uh, tương đối là ok tốt, tốt quá đúng không anh chị? Đó thì trong cái giai đoạn hiện tại thì cũng có phân tích cho mọi người đây, đúng không? Uh, hỗ trợ kỹ thuật à, tắt cái này đi. Ở hỗ trợ kỹ thuật của nó là vùng 69.3 đến vùng 70 ở đây. Ok, tuần này tiếp tục thì ở phiên giao dịch ngày thứ hai đây các anh chị bắt bắt lãi luôn. Bắt lãi luôn. Đấy, bắt ở đây mà, mà bé tí này, mới có khoảng quanh vùng 71 thôi. Mà cuối tuần nó lớn lên tầng gần 7, 75 75 rồi. Đấy, 74.6 75. Rất là đẹp. Như vậy thì Uh, tuần tới khả năng nó sẽ test uh, nó sẽ công lại cái cản 76 thì ở đây thì uh, sẽ phân tích thêm một là kéo lên 78 xong đó chỉnh cung, hai là gặp 76 thì nó test cung lại ở quanh vùng 74 thì cái ý đồ test cung ở đây thì chúng ta sẽ chờ thêm. Cái mã cổ phiếu uh, VTP uh, Viettel Post uh, thì hùng cũng có phân tích khuyến nghị đầu tư từ đầu, nhưng mà uh, đến cái giai đoạn hiện tại uh, thì hùng nhìn thấy ở cái vùng uh, sau khi mà nó tích lũy khá là tốt ở cái vùng 37, vùng 38 thì hùng đã có bắt đầu uh, tương tác lại với anh chị em nhà đầu tư ở trên room. Thì đến thời điểm hiện tại là nó đã đạt lên được cái target 42 à, Nhìn chung là tương đối đẹp và khả năng cao thì 42 sẽ bứt qua Và sẽ hướng lên khoảng vùng giá 46 đến khoảng vùng 46.5 Thì với những cái tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta lưu ý chúng ta tiếp tục cầm các anh chị nhé Rất là đẹp, nhóm ngành Viettel ok à, Tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích đến nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp Thì trong tuần vừa qua, trong tuần vừa qua thì cũng có nhấn mạnh lại à, à, uh, nhấn nhanh lại cái nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp và cách đây hai ngày tất nhiên là cái nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì nó đã theo team của chúng ta tận từ 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 đầu năm và vẫn định hướng chiến lược đó là gì đó là chiến lược của năm 2023 và bốn cái mã cổ phiếu cơ bản chiến lược cũng đã có phân tích từ đầu và trong ngoài ra thì chúng ta sẽ lưu tâm đến uh, nhịp này nó sẽ có lưu tâm đến hai mã cổ phiếu gọi là rồng mọc thêm cánh đó là D2D và tip đây là hai thằng bất động sản công nghiệp ở đồng nai và các anh chị biết rồi sân bay long thành ở đồng nai khánh hành kết hợp với tất cả các tuyến cao tốc sẽ đổ bộ về đấy kết hợp với cảng biển logistics thì à, đồng nai sẽ trở thành một cái trung tâm phát triển công nghiệp hàng đầu của việt nam đấy là mấu chốt vấn đề nó sẽ tất nó là cái đầu mối giao thương thì những cái thằng nào mà đang sở hữu cái quỹ đất lớn nhất ở đấy thì nó sẽ là vua và à, hiện tại thì cái thằng DHD và thằng TIP là hai cái thằng mà nó nó đang 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 làm vua ở cái vùng đó. Thì không biết là tương lai tất tất nhiên là khi mà một cái miếng bánh nó ngon ấy thì sẽ đổi chủ. Sẽ có nhiều thằng khác nó nhảy vào, nhưng ít nhất là ông đã 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 gọi là thổ địa ở đó rồi thì nó ít nhất nó cũng sẽ có cái sự tăng trưởng và các anh chị, đấy là lý do vì sao mà DHD TIP ở trong tuần vừa qua tăng bắt đầu tăng tăng cực kỳ là tốt. Mặc dù cái cổ phiếu DHD và TIP thì chúng ta đã có phân tích ở trong cái thời gian vừa qua. Đó. À thì nói như vậy để các anh chị nắm được à vì sao là chúng ta lại định hướng à những cái định hướng như vậy thì đối với KBC này các anh chị lưu ý ở đây như vậy trong tuần thì gần như KBC cũng bắt đầu là tiếp tục công lại cản 30 và đóng cửa vùng 30.6 với hai cây nến tăng ở cuối tuần tương đối là tốt à nhìn về mặt xu hướng thì ở đây chúng ta thấy rằng là nó có một cái phân kỳ tăng ngắn hạn đây này ở đây có một cái phân kỳ tăng, tăng ngắn hạn và À, khả năng ở cái phân kỳ này thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng cái vùng cản kỹ thuật lên vùng 31.5 đến khoảng vùng 32, dự kiến là như vậy. Cổ phiếu ITA, ITA thì nhìn chung là chúng ta khi mà tiếp cận đến ITA thì chúng ta nói rồi cái tính cơ bản của nó, nó mang cái tính đầu cơ hơn là cái tính cơ bản và 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 cái nhịp đánh đầu tiên là nó chạm vùng 6.3 thì nó chỉnh cung, chỉnh nhịp một ở vùng 5.5 và nhịp hai thì nó đang chỉnh về ở khoảng vùng 5 đến vùng 5.2. Uh, phiên ngày hôm nay có một cái sự rút chân lên uh, tuy nhiên cái sự rút chân này thì nó chưa thuyết phục uh, chính vậy nên là chúng ta sẽ phải uh, chờ để chúng ta phân tích thêm cái xu hướng kỹ thuật ở, ở vùng năm uh, tín hiệu đường Mark đang cắm như thế này thì như vậy là cổ phiếu nó sẽ chưa phục hồi được đâu và nó vẫn sẽ còn phải test tích lũy ssc 10 điểm về chỗ đúng không anh chị 10 điểm quá còn gì nữa ăn ăn cho ăn cho ăn cổ tức nhá ăn cổ tức xong rồi phiên ngày hôm nay nó lại đóng như một phát ở lên vùng 32.4 thì không 10 điểm thì là mấy điểm nhỉ đúng không ạ đó vùng 30 30.2 các anh chị bắt phiên ngày thứ hai này lãi không ạ lãi chứ t cộng lãi này bây giờ còn t cộng 5 5 phiên rồi các anh chị nhá 5 phiên rồi và lại đây vì chia cổ tức đây những cái hình vẽ này là nó nằm ở đằng trên thì bây giờ nó bị rơi xuống mà rơi hõm xuống đó thì ok nhìn về mặt xu hướng này là quá đẹp rồi chia cổ tức xong giá tăng đấy là cái yếu tố tuyệt vời và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại cản 34 đến cản 35 cái thằng IDC này đánh hơi khó chịu khả năng tuần tới chúng sẽ loại bỏ ra khỏi cái danh mục bất động sản khu công nghiệp đánh rất là ẩm ương luôn à, tất nhiên là nếu mà cầm dài thì cũng được nhưng mà nói chung là ông đánh 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 chán quá đấy tín hiệu đường mát nó đang cắm này nên là cái câu chuyện là các anh chị vì như thế nên là nó không tăng được các anh chị nó cứ sập sà sập sình sập sà sập sình như này Đấy, tuần tới thì khả năng nó lại đáp lại ở đây khoảng vùng 41.5 Và ra tối hậu thư cho em này nếu như tuần tới mà không có cái sự cải thiện Bỏ khỏi danh mục phân tích, không phân tích nữa VGC, quá đẹp Con này rất là ok Uh, và đối với VGC thì các anh chị uh, các anh chị nhớ nhớ lại một tí nhá con này chia cổ tức và cái thứ hai nữa ấy là gì là cái vùng mà thu gom mà mà mua mua ấy nó đâu đó nó tận từ vùng ba ba mốt ba hai này này xong đó nó lên cái target một ba bảy này xong nó lên target bốn ba này xong nó lên target bốn sáu này đó bốn sáu là tuần cũ đạt được rồi nhá còn cái tuần này đấy phiên ngày thứ hai các anh chị mua tí tẹo đây vẫn ngon luôn tức là cái gì biên 42.543 vẫn là biên hỗ trợ khá là tốt đó và từ đây thì nó phục hồi, cây nến kết tuần khá là tốt, khả năng tuần tới sẽ có ở khoảng vùng 46, 47 thậm chí là nhịp này nếu như mà Ở thị trường tốt thì nó có thể đánh lên vùng 50. Bất động sản công nghiệp quá tốt luôn, tuần này đánh rất là ok, happy. À, rồi, con DTD thì đánh cây nến này khó. Cây nến này thì hùng cũng không phân tích được. Còn ông nào ông ấy nói phép ông bảo không tôi đã nói rồi mà kiểu gì nó cũng sẽ lên 34 Đấy cái nến này là cây nến gần như rất là khó nhưng Nhưng cái hướng mà chúng ta phân tích được đó là gì đó là DTD có vùng hỗ trợ 28 ờ, Nếu như mà cổ phiếu này không bị phá vỡ vùng 28 thì các anh chị có thể cầm Có thể cầm thêm cái đấy là cái đấy thì 100% là phân tích được Và cái thứ hai 100% mà chúng ta phân tích được đó là cản 34 còn trong phiên ngày hôm nay mà nó đáp một phát từ này tím 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 liệm này thì không phân tích được cả nha. Rồi, hai mã cổ phiếu chiến lược. Các anh chị lưu ý D2D. Thì đối với D2D Hùng đã có phân tích cho các anh chị. Các anh chị nhớ lại những cái phân tích cũ của Hùng á. Hùng có vẽ những cái hình vòng cung này đúng không ạ? Đấy, những cái hình vòng cung đưa đưa lên. Thì đưa lên đầu tiên là đưa lên 26.5, đưa lên thứ hai là đưa lên 30 và điểm đưa lên tiếp theo là điểm 35 Đấy, dần dần tăng trưởng như vậy là cổ phiếu rất là tốt tuần này thì nó vượt vùng 31 và sau đó thì nó tích ở đây là biên 31.31.8 đến 32.2 và như vậy khả năng ở đây thì chúng ta sẽ ngắm lên ở cái target kỹ thuật này cực kỳ là ngon này 31.8 32.2 nó tích lũy lại ở đây đó và như vậy là ngắm cản 34 đến cả khoảng cản bản cản 35 cổ phiếu thứ hai đó là tiếp cổ phiếu tín nghĩa ở khu bất động sản công nghiệp tín nghĩa thì con này ấy là con này thì các anh chị lưu ý này chúng ta bắt đầu nhận diện thấy là gì dòng tiền bắt đầu thu gom và đánh cổ phiếu này từ khoảng vùng 18 thì tại đây là chúng ta bắt đầu diện sau một cái nền tảng tích lũy đây thì cổ phiếu đã bắt đầu đẩy được cái target 122 và nếu nhớ không nhầm thì cũng đã có phân tích cho các anh chị cái ý đồ này rồi đó và sau đó thì bây giờ tại vùng 22 ở trong tuần vừa qua đấy phiên ngày thứ hai này díu phát này phiên ngày thứ ba díu phát ăn hai con này có phải ngon không ạ quá ngon luôn đấy ít nhất là không lỗ à đúng không ạ chúng ta mua như mua đấy đấy là đấy là thời điểm đó các anh chị thời điểm và giá vốn đấy. các anh chị ở đây là vừa ăn thời điểm đó, t 5 về đến tài khoản vừa ăn giá vốn cực thấp luôn mà thậm chí là còn mua đúng đáy đúng đáy của cái nhịp chỉnh này còn gì nữa đây này đến ngày thứ hai ngày thứ ba các anh chị bắt đúng đáy này đấy bắt đúng đáy của nhịp chỉnh rồi ngắn hạn chúng ta sẽ có vùng 23 23 đến khoảng vùng 23.524 tiếp ok rồi, uh, nhóm này tiếp theo thì cũng sẽ bắt đầu đi phân tích uh, nhóm thép. Thép các anh chị gồm có mã cổ phiếu HPG, quá đẹp. Hòa Phát thì năm uh, là là rất là ok rồi. Đây các anh chị này nhìn này, đó, ok lượn lên đây, đó 28. tám, uh, nhìn chung thì trong tuần vừa qua đây phiên ngày thứ hai các anh chị bắt ở đây vùng 25.5 đến khoảng vùng 25.8, quá đẹp. Xu hướng thì khả năng nhịp này thì không còn gì bàn cãi cả. Ờ, hướng về ta cái kỹ thuật 28 thậm chí là nếu mà đẹp thì chúng ta sẽ tuần tới chúng ta sẽ ngắm về khoảng quanh 30 đó. Nam Kim cũng khá là ok đó cái nến ngày hôm nay thì cũng là cái nến này thì không ai phân tích được đâu này nhưng mà cái điểm này là chúng ta phân tích được này cái điểm mà cái điểm mà 16.8 đến 17 này là phân tích được này ông sẽ chỉnh cung về đây này và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba này chúng ta phân tích được này đúng không ạ tức là cái điểm này là điểm gì ạ mua anh chị mua ai cầm cái gì mua cái đấy và ơn rồi may quá mua xong thì nó tăng Thế thôi Chứ còn cái cây nến của ngày thứ sáu này là Chịu Không phân tích được đó còn cái cây nến của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta phân tích được đây chính là cái điểm mà thị trường phục hồi cổ phiếu phục hồi các anh chị có cái gì thì chúng ta mua cái đấy ok thì đến thời điểm hiện tại là nam kim lại công lại cái vùng này khá là tốt đấy tuần tới thì 18 khoảng chỉnh cung lại khoảng quanh vùng 18 thì ở đây chúng ta sẽ đánh giá thêm phân tích đánh giá thêm cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này Ở cổ phiếu hoa sen cũng khá là tốt đó hoa sen thì đây trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba đấy Quy tụ lại là phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba ở vùng 16.2 Là điểm mà ai có gì thì bung cái đó và cây nến kết tuần thì cũng cực kỳ đẹp nó đánh vượt thoát vùng 17 à, Chạm chạm đúng cản luôn chạm đúng cản 17.2 Và đây một cây nến tăng rất là mạnh chính vậy nên là chúng ta sẽ cần thêm cái gì ạ? cần thêm cái độ trễ tức là có thể sau nhịp kéo này thì nó sẽ lấp lại một hai cây nến ở đây và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng chịu tải ở đây đó ở VGS khá là ok nhìn chung về mặt xu hướng kỹ thuật ở đây chúng ta có hỗ trợ kỹ thuật 17.5 cản ngắn ở vùng 18.5 với vùng 19 thì trong ngắn hạn thì các anh chị cứ theo dõi thêm cái vùng này trong trường hợp nếu nó bứt được vùng 19 thì lúc đó thì chúng ta sẵn sàng để chúng ta chốt ở cái target kỹ thuật ở quanh vùng 20 đến khoảng vùng 20.5 đó là nếu mà nó bứt được cái vùng này cổ phiếu TVN đấy tvn đấy, nhiều ông nó bắt đầu giờ nói tài nói giỏi lắm nhưng mà hùng thì cũng không có thế bởi vì nó chả có cái gì cái tài cái giỏi đây cả nhiều ông bắt đầu khoe và ôi hôm nay tao khuyến nghị là đấy mua ở vùng này xong nó cây nến tím thực ra câu chuyện này bình thường với hùng nó có chả có gì là là ghê gớm cả nó chả có gì kinh khủng cả cái điều ghê gớm và cái điều kinh khủng nhất mà các anh chị có thể làm được đó là gì đó là các anh chị hiểu được cái vùng 6.7 đến vùng 7 là vùng cản và các anh chị hiểu được là gì Sau cái vùng cản đó thì nó sập sình Nó sập sình thì nó có thể sập sình về đâu Đó nó có thể sập sình về cái biên Ở đây là biên 6 đến khoảng vùng 6.15 thì chúng ta hiểu được như vậy để làm gì để chúng ta à không chúng ta không bán tháo chúng ta không bán ở những cái điểm đáy này này tức là vô hình dung là những ông mà ôm ở vùng 7 này á, về đây là khả năng hốt này là bắt đầu là là rụng hàng á nó rụng đúng cái đáy này này nhưng mà mình lại hiểu được à không chỗ này là kháng cự và chỗ này là hỗ trợ vậy thì chỗ này gì đừng có đu vào chỗ này gì hỗ trợ à có thể chúng ta tốt tác chúng ta mua thêm và ví dụ trong phiên giao dịch ngày thứ hai đúng không một phân tích có sóng hồi ok vậy thì ở vùng sáu hai ta nhặt ít ok nhặt xong rồi cuối tuần nó may quá nó nó, nó đánh kịch trần đấy thế thôi thì ông đừng có nói phép bảo tôi, tôi 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 giỏi lắm tôi khuyến nghị anh em bắt đúng đáy 6.2 cuối phát nó lên kịch trần đấy các ông nói phép chém gió À, chúng ta có một cái hành trình các anh chị một phiên nó không nói lên cái gì cả và à, tâm niệm của hùng nó là đường dài thì chúng ta mới biết ngựa hay à, trên một cái chặng trường chúng ta đi rất dài chúng ta đi rất bền thì chúng ta mới thấy thấm thấy được những cái đau thương thấy thấm thấy được những cái niềm vui thấy được những cái hạnh phúc đó nó nhiều thứ lắm cái thị trường chứng khoán là nó nó là cái thị trường cực kỳ đỉnh cao các anh chị rèn luyện chúng ta rất rất nhiều thứ kiến thức này kinh nghiệm này tâm lý này đó, TVN thì quá đẹp rồi Vùng 6, vùng 6.15 này nó bật lên một phát như này Thì chạm vùng 7, các anh chị lưu ý tuần tới khả năng ở vùng 6.7, 6.8 Theo quan điểm Hùng là nên tích lũy lại Rồi tích lũy lại xong thì bắt đầu nó lại tiếp tục kéo Thì như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu vào một cái sóng tăng tuần của TVN Cổ phiếu TLH cũng như vậy Tức là hai cái em này là cũng có khuyến nghị các anh chị là chúng ta đánh ở chạc tuần nhá Đánh chạc tuần thì chúng ta cứ thu gom từ đây Điểm này thu gom quá đẹp này không biết là có phải 20 tháng 6 không chuẩn Ch đẹp luôn các anh chị Đấy cái điểm này chính là cái điểm Hùng phân tích sóng hồi Đấy đúng đúng phiên ngày 20 tháng 6 các anh chị mua vào này Ăn tê luôn này Xong nó đạp phát này Xong nó lại đến phiên giao dịch của ngày mùng 3 tháng 7 Phân tích sóng hồi Mua điểm này phát ăn ăn phát luôn Không biết tuần tới có đạp không Đó <laughs> đúng không Đấy thì ở đây chúng ta sẽ có gì ạ? Vùng 8 đến khoảng vùng 8.2 Nói chung là nó tích lũy lại một tí tẹo đây Và sau đó bứt long ở Chúng ta tiếp tục ngắm cản 9 Và à, nhóm thép rất ok Ổn áp ở à, Nhóm vật liệu đầu tư công Ôi cha không biết có đủ thời gian không anh chị Không đủ thời gian nữa đấy Thôi không đủ thời gian thì chúng ta sẽ tách hai bản tin Không sao ở à, Nhóm ngành vật liệu đầu tư công gồm mã cổ phiếu KSB KSB ở đây các anh chị Chúng ta lưu ý ở đây là KSB Chúng ta sẽ có vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 32.5 đến khoảng À vùng 32 đến khoảng 32.5 Nhìn chung trong tuần vừa qua thì KSB cũng giao dịch khá là tốt PLC đây cảm kỹ thuật của nó là vùng 40 ở uh, suy soát đạt vùng 40 thì bắt giờ nó lại tích lũy lại nhưng mà với cái cách đi này tức là nó không thủng vùng 37 37.3 thì các anh chị cứ cầm thêm khả năng cũng sẽ có những cây nến bull tức là nó sẽ bull trap lên ở đây nó sẽ kéo vượt lên vùng 40 sau đó nó chỉnh cung lại một tí tức là uh, chúng ta vẫn còn những cái cơ hội để mà chốt PLC ở những vùng cao tại vì uh, cái đầu tư công nó vẫn đang đang khá là sốt sáng khá là nóng và cái đầu tư công thì cũng vẫn khuyến nghị với các anh chị cho đến hết năm 2023 các anh chị cứ lưu ý như vậy, yên tâm đi. Uh, GDP 6 tháng đầu năm chỉ có 3 chấm mấy rồi, 3 chấm 2 mấy thôi và các ông muốn kéo lên được khoảng tầm 5 chấm đến 6 chấm thì không có con đường nào khác đó là các ông bung tiền đầu tư công ra mà làm thúc đẩy cái, cái 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 sản xuất nội tại của 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 nhà nước mình đó không có cách nào cả các anh chị chỉ có biện pháp đó thì mới can thiệp được cái cái cái, cái tăng trưởng uh, kinh tế thôi đó nên là chắc chắn là các bác sẽ làm quyết liệt để làm chứ còn không nếu một gb thấp ở nước ngoài là rút hết, hết tiền thì các anh chị mình vỡ vỡ mồm luôn đó nên là cũng cũng rất là căng thẳng luôn nên là đấy là những cái chính sách vĩ mô rất là quan trọng theo hùng là như vậy em à, bcc <laughs> bcc ở đây B, bcc ở đây thì nhung có phân tích rồi nó vẫn là một cái ạ? chạc kỹ thuật tuần tren tuần và hiện tại nó vẫn đang là một sóng up Uh, tuần vừa qua ấy suýt soát 13.7 đây phiên giao dịch ngày thứ hai mua phát ngon luôn uh, lên đến tận vùng 15 chốt bớt đi cũng được đây cản mà chốt bớt đi xong đấy cuối tuần lại mua lại hoặc là không thì kể cả không mua lại thì chúng ta vẫn có lãi đúng không ạ hiện tại là vẫn đang lãi ok rồi uh, nhóm ngành đầu tư công thì cũng sẽ phân tích là VCG phiên ngày hôm nay thì quá là kinh khủng luôn và trong tuần này thì nó làm hai phát nháy phát nháy thứ nhất là từ phiên giao dịch ngày thứ hai nó nháy lên rồi sau đó nó lại đạp phiên ngày thứ tư Ờ, thứ năm sau đó thì nó lại gì ạ? nó lại cây ngày thứ sáu nó lại ngoáy lên rất là 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 kinh điển luôn lái nó rang tuần này nó rang rang ác liệt luôn đấy nhưng mà không sao cả vcg và tất cả về định hướng về đầu tư công của chúng ta đã nói rồi hai hết 2023 các anh chị yên tâm như vậy thế thì khi mà chúng ta định hướng như vậy rồi á, thì tại vùng hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta gì ạ canh thu gom thêm và tại những vùng kháng cự chúng ta có thể chốt bớt đi ví dụ vùng hai chúng ta chốt bớt đi tuần tới có thể nó sẽ chỉnh cung một tí tẹo ở đây vùng 21.7 đó, tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục kéo target của VCG lên. Rồi. À, uh, FCN, FCN cũng đẹp đấy chứ. FCN phiên này cũng đẹp. Đó. FCN ở đây các anh chị này, đây đang có một cái phân kỳ tăng ngắn rất là đẹp. Hỗ trợ kỹ thuật ở đây cực đẹp luôn ở biên 14 7 15. Uh, trong 3 4 tuần nay nó vẫn giữ và cái biên kháng cự của nó là 16.5 đến 17. Ok, bắt đầu công kháng cự. Tuần này tiếp tục uh, phiên thứ hai công kháng cự. Uh, cây nến này cây nến rất đẹp, Uh, tín hiệu đường MACD thì bắt đầu có cái sự thu 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 hẹp lại của cái đường đỏ và có, có, thể sắp tới thì tuần tới thì tín hiệu đường MAC xanh lên và đấy là một cái tín hiệu tuyệt vời cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trưởng như vậy tuần tới nếu như nó có test lại cung nhà nhà nháp lại cung ở khoảng quanh vùng đây mười mười mấy nhỉ mười sáu à mười sáu gì đó thôi thì uh, như vậy là ổn và mục tiêu thì sẽ break cản mười bảy để có thể đi lên ở những cái điểm cao hơn ở vùng mười tám cnco bốn cũng uh, cơ bản là ổn đấy đấy tuần vừa qua đây test nhẹ ở vùng 13.5, 13.6 và nó bật lên 14.5 tiếp tục test lại vào lần 2 và tiếp tục bật 14.2 như vậy xu hướng kỹ thuật là tương đối ổn hướng cạn kỹ thuật ở 14.5 đến khoảng vùng 15 lcg thì đang hơi yếu ớt một tí nhưng mà cái nến kết tuần là cũng đồng viên anh em được rồi 13, 13.3 à, hiện tại thì lcg các anh chị cứ nắm cho Hùng như này tức là chúng ta à, khi mà Hùng phân tích trên trạc kỹ thuật tuần á, thì các anh chị ở à, đây vì cái máy hùng nó bị nó bị mất nên là chúng ta chúng ta chúng ta bị mất cái 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 hình vẽ đó nhưng mà hùng đã có vẽ như thế này, tức là đầu tiên là nó kéo lên đây và nó không bị thủng cái vùng các anh chị nhớ không ạ? Ông đã có nói cái đồ đâu này. Tức là nó không bị thủng cái vùng này này. Ở đâu đó khoảng 10.5 gì đó đúng không? 10.5, 10.6 gì đó. Có phân tích cái điểm này. Đó. Khi mà nó không thủng cái vùng này thì nó sẽ bắt đầu nó quay ngược sang một cái sóng tăng thứ hai và cái sóng tăng này hai này có thể chạm vùng 16 đến vùng 17 thì hiện tại là LCG nó đang hiện thực hóa cái ý đồ này và nó để hiện thực hóa được cái ý đồ này á, thì các anh chị lưu ý ở đây thứ nhất là vùng 13.3 và cái biên thứ hai ở đây mà theo ủng ở đây là vùng 12.8 à, nó cứ giữ được cái cái biên 12.8 cho đến khoảng vùng 14 tức là nó cứ đi dập dìu dập dìu này và nó chờ một cái thời cơ mười thì nó sẽ đánh một cái cây nến nó sẽ đánh một cái cây nến như thế này thì đấy sẽ là cây nến quyết định đấy ra đòn quyết định và sau cây nến đó thì chắc chắn rằng là tạo lập họ đã chuẩn bị sẵn sàng một cái lượng tiền rồi để nó nó phăng phăng nó kéo ở đằng sau này thì như vậy là cái câu chuyện ở đây ấy, là gì chúng ta đang chờ đợi một cái kịch bản tốt hơn và đương nhiên chúng ta có quyền chờ đợi bởi vì đầu tư công nó bắt đầu sân bay long thành nó bắt đầu cao tốc nó bắt đầu nó ầm ầm nó nó như vậy đấy đấy là những cái, cái 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 quyền để mà chúng ta chờ đợi các anh chị g 36 thì sau một điểm đánh cực kỳ tốt chạm cả 10 đó thì bây giờ là đây phiên ngày thứ hai nó dập dìu nó bật lên như vậy là ok rồi đấy nhìn nhìn về mặt ý đồ như thế này á thì như vậy ở đây khả năng là 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 nó cũng không chỉnh sâu đâu đấy nó chỉ test dập dìu như này thôi và cái điểm dập dìu sâu nhất ở đây khoảng quanh vùng 9 trăm khả năng là như vậy và quanh cái điểm này thì uh, uh, chúng ta sẽ tiếp tục có một cái điểm đánh bật 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 thoát đi lên ở đây ok plx Uh, cổ phiếu PLX ở đây. Ok anh chị này, PLX thì uh, khá là dị. Uh, tức là gì? Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái câu chuyện là gì? Uh, như Hùng có chia sẻ là không ai nói tài nói giỏi đúng không ạ? Tức là um, có nhiều ông là ông vỗ ngực để ông nói cái 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 này này, bắt đầu ông sâu này, ông sâu đủ cái thứ, ông sâu đủ bảo ô quý vị này. Nhưng uh, chúng ta có một cái hành trình dài và chúng ta hiểu bản chất được cổ phiếu. Tức là PLX có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 37 đây thì như hùng có hùng có chia sẻ phân tích ví dụ như đến cái vùng 37 đây thì các anh chị có thể nhồi thêm ít và lên đến cái vùng kháng cự đây 38 38.5 thì chúng ta có thể bán đi à, tuy nhiên là trong tuần vừa qua thì nó có một cái tín hiệu đó là một cây nến này cây nến này là một cây nến rất bất thường hôm đó thì nó giao dịch xấp uh, xỉ gần 4 triệu cổ phiếu và sau một cây nến đó thì nó đẩy, nó đẩy nó đẩy nó còn còn đẩy vượt thoát qua được cái vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 39 39.5 và ba cây nến này nó xây thì nó cũng xây rất là là dị luôn đó thì với cái cách xây như thế này thì rất có thể là ý đồ của tạo lập. Rất có thể ý đồ của tạo lập và gì? Họ muốn đánh tiếp. Họ muốn đánh tiếp các anh chị. Tức là cái vùng 37 họ không cho thủng. Cái vùng 37 họ không cho thủng và họ tích lũy, họ tích lũy, họ tích lũy ở đây và rất có thể với cái cách như, tất nhiên là hùng sẽ cần thêm tín hiệu các anh chị nhá. Nhưng khả năng là với cái cách mà nó không thủng vùng 37 và nó đánh một cái cây như này thì à, như thế là khả năng cao là xu hướng là PLX sẽ tiếp tục công tiếp thì như vậy nó để mà nó công tiếp á thì đây tuần tới sẽ là cái tuần à những cái tuần tiếp theo nó sẽ có cái độ thử thách của nó ở đây và nó vẫn nằm được ở trên cái phân kỳ tăng ngắn hạn ở đây thì như vậy là gì à, ok đánh tiếp cổ phiếu pbs ở đây à, như vậy là pbs à, chạm một chạm một cái cản à, tương đối là mạnh các anh chị ở vùng 35 mươi cản này cản tương đối khoai lắm cũng không đơn giản đâu à, nên là cái xu hướng đây hai cái lấp cáp lại như vậy là cái xu hướng tuần tới thì khả năng nó sẽ lấp lại ở khoảng quanh vùng ở đây các anh chị này hai uh, 32.3 đến khoảng vùng 33 đấy đúng chính chính xác đúng với phiên ngày thứ hai đó phiên ngày thứ hai thì các anh chị ăn thêm thì vẫn là ngon lành đúng không ạ và lên đến tận vùng 35 cơ mà đó PVD cũng như vậy đấy phiên ngày thứ hai các anh chị ăn ở vùng 25 24 mấy này Ờ uh, bật lên vùng 26 Đấy, và ba cây nến sau thì nó đang chỉnh cung trở lại Tuy nhiên thì đối với PVD ở đây Chúng ta vẫn đang có một cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn Cũng tương đối ổn đây là một cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn cứ chạm cái phân kỳ tăng này thì nó bật lên và như vậy thì cái mô hình của nó là nó đang đi theo một cái mô hình tam giác hẹp ở đây và sau khi mà nó kết thúc cái chu trình này Ờ uh, nó thì chúng ta sẽ có thêm những cái uh, phân tích tiếp theo nhưng nhìn chung về cách đi của PVD hiện tại thì nó vẫn đang khá là ok nó vẫn trụ được đó, nó vẫn trụ được ở đây này nó vẫn trụ được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây ở đây là vùng 24.2 đó ở uh, vùng 24.2 24.3 nha yeah. ok đó thì nó vẫn đang trụ được ở cái 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 điểm này đó là điểm mấu chốt vấn đề và nó sẽ giúp cho PVD sẽ có những cái tín hiệu tiếp theo à, BSR trong ngắn hạn đây BSR ở à, chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật đó 17.2 phiên ngày thứ hai thì nó test 17.2 test đúng cái hỗ trợ phiên ngày thứ sáu tuần trước và nó có cái kháng cự ở đây là vùng 7.8 đến khoảng vùng 18 như vậy trong cái thời điểm ngắn hạn thì gần như BSR nó chưa thể à, chưa thể nào mà gì ạ chuyên thủng qua được cái vùng kháng cự này nên các anh chị tạm thời vùng hỗ trợ thì chúng ta có thể thu gom đó ví dụ trong nhịp trước đây này, này chúng ta phân tích cái hỗ trợ mười sáu này chúng ta thu gom ở điểm này thì lên đến đây bán này rồi chúng ta thu gom ở điểm này lên đến đây bán này chúng ta thu gom ở điểm này lên đến, đây bán, này. Này, lên đến đây bán này thu gom ở điểm này đấy phiên ngày thứ hai đúng không phiên ngày thứ hai đây thu gom ở điểm này thì lên đây bán bớt đi ví dụ như vậy đây, đây là cách mà chúng ta <laughs> uh, cách mà chúng ta gì ạ chúng ta tiếp cận vấn đề còn uh, khoảng tầm 10 phút nữa Ok không đảo đảo nhanh qua nhóm ngành chứng khoán banh ở nhóm banh thì các anh chị chú ý này SHB này SHB là mã cổ phiếu chiến lược này VIB này là mã cổ phiếu chiến lược này TP banh này đó ba cái mã cổ phiếu này là ba mã cổ phiếu mà gọi là sinh sau đẻ muộn nhất thì hiện tại là cơ bản là đang ok đó còn có thể cũng sẽ dành một cái video phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm banh ở trong tuần tới để các anh chị nắm được rồi uh, nhóm ngành chứng khoán thì đối với nhóm ngành chứng khoán đó, các anh chị lưu ý là khi mà tiếp cận đến nhóm ngành chứng khoán thì chúng đã báo với các anh chị rồi chúng ta đánh nhóm ngành chứng khoán hiện tại là trạc kỹ thuật tuần Trạc kỹ thuật tuần thì nó sẽ tăng theo trend tuần Các anh chị VCI bây giờ là 40 rồi và sắp tới nó có thể là 45 Rồi uh, lên đến 45 rồi thì sắp sửa nó có thể là vùng 52 Đó nó cứ từ từ như vậy nó cứ từ từ nó xây đó rất là đẹp đó các anh chị nhìn VCI này SSI này đó nó cứ túc tắc vậy nó đi thôi vì trên tuần mà nên là nó sẽ cứ thế túc tắc nó đi thì uh, chúng ta chuyển sang chặt ngày để chúng ta phân tích một tí cho nó ấm cúng nha VCI ở đây các anh chị đó phiên ngày thứ hai các anh chị bắt đúng không 36.7 ngon lành cành đào luôn và bắt đầu từ đây thì nó gì ạ nó bắt đầu hồi với tín hiệu này của VCI hồi khá là tốt và nó có ba cây nến ở vùng 39 39.5 tức là nó đã tự động test tích lũy trước khi mà nó công cản đến 41 rồi nên khả năng là 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 cái nhịp này thì nó cứ thế nó phăng phăng nó đi 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 thêm thôi và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái vùng cản kỹ thuật 41 uh, 41 đến khoảng vùng 42 của tuần tới SSI <laughs> trong tuần khá là tốt tích lũy thành công ở vùng 25 25.3 ba uh, nhìn chung thì ở đây SSI vẫn tiếp tục bị vướng cái vùng cản 27 nên là trong ngắn hạn thì chúng ta cứ theo dõi thêm cái xu hướng từ hỗ trợ đến vùng kháng cự Ừ, cổ phiếu HCM à, quá tốt luôn đó phiên giao dịch ngày thứ hai đúng không ạ các anh chị à, thu gom thêm vùng 28 ít nhất là bây giờ đóng cửa tuần ở vùng 29.8 tức là lãi khoảng 1.8 1.8 cổ phiếu là ngon rồi đúng không đó không lỗ này và lãi này và chúng ta lại có vậy và, và thậm chí là chúng ta còn có ưu thế là cổ phiếu về tài khoản rồi thích làm cái gì tôi làm và đặc biệt là HCM 28.8 vùng 29 ở đây nó có một cái biên tích lũy ở đây sau một điểm cây nến đao mạnh lên, áp mạnh lên và nó có ba cái nến test cực đẹp. Ở ờ, phiên này nó lấp lại quanh vùng 29.8 đến khoảng vùng 30 là ok rồi. Như vậy tuần tới thì khả năng là chúng ta sẽ kỳ vọng là gì? Ngắm lên ở khoảng cảnh kỹ thuật 31. Ờ, cổ phiếu VND, VND thì nó liên quan đến cái lô trái phiếu trung an gì đó ờ, và hiện tại thì một số các cái công ty chứng khoán là người ta cắt margin À, chính vì vậy nên là nó gây nên cái hiện tượng là nó bị gãy mất cái nền hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 18.5 và hiện tại thì nó đang à, cổ phiếu VND ở đây VND ở đây như vậy là <laughs> tuần tới thì ở đây chúng ta sẽ có vùng 16.8 đến vùng 17 này à, xu hướng kỹ thuật à, xu hướng kỹ thuật như này đó 16.8 đến 17 chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm à, SSS khá là tốt <laughs> ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 13 và xu hướng ở trong tuần thì nó cũng đang có những cái điểm mà công lại ở vùng 14 đến khoảng vùng 14 uh, 14.2 Tất nhiên là nó chưa đủ khỏe lắm đâu Nhìn thế này thì nó cũng chưa đủ khỏe lắm đâu Nhưng mà nó đi được như này là tốt rồi uh, Thì các anh chị lưu ý uh, Lên đến cái vùng cản kỹ thuật này Nếu mà trong trường hợp mà nó không đi được nữa Thì chúng ta chốt bớt đi Để chúng ta lùi lại đây Chúng ta lại thu gom lại cổ phiếu MBS, OK đó. phiên ngày thứ hai điểm mua rất đẹp và thậm chí là tuần này còn uh, từ vùng 18.3 đây là điểm 18.3 này 18.18.4 và sau đó thì uh, lên uh, có thời điểm là lên đến 20.4 như vậy là uh, lãi 2.000 trên một cổ phiếu luôn. Ở đây thì uh, đóng cửa 19.8 và hiện tại ở đây là biên 19.19.2 đang là hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt, khả năng tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục công cản 21 đến khoảng vùng 21.3 uh, SBS ở đây biên hỗ trợ kỹ thuật 7.3 và cản kỹ thuật ở đây là vùng 8 thì trong ngắn hạn thì chúng ta tạm thời chúng ta cứ theo dõi ở trong cái biên này cổ phiếu VX ở đây VX ở đây là vùng 10.2 vùng 10.5 vùng 10.2 vùng 10.5 và là hỗ trợ các anh chị nhé phiên ngày thứ hai nó cũng có hỗ trợ này tuần thứ sáu tuần trước nó cũng có hỗ trợ này và thậm chí là trong một uh, quay ngược lại một hai tuần trước thì nó cũng có hỗ trợ này nó bật lên và ở đây thì nó lại va lại cái vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 11.7 đến khoảng vùng 12 Thì như vậy xu hướng tuần tới thì khả năng là VX lại tiếp tục công lại cái cản này thôi Và chúng ta sẽ đánh giá thêm ở vùng này AGR thì trong tuần chủ đạo là đi ngang nhỉ à, sideways trong một biên hẹp Ở quanh vùng 14 đến khoảng vùng 15 Thì xu hướng cũng như vậy thôi Khả năng là trong tuần tới thì nó cũng sẽ chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến Và chúng ta sẽ chờ đợi thêm Nếu như mà bứt lên cản 15 À, mới cái nền xanh như thế này thì đánh giá là tích cực và xu hướng sẽ tiếp tục kéo. Còn trong trường hợp nếu như nó bị thủng vùng 13.6 ở đây, thì như vậy là chúng ta lại phải tính toán đến những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn ở dưới này. À, không sao cả và chúng ta cứ chờ thôi. Chúng ta điều hướng à, đi theo hướng nào thì chúng ta sẽ chờ để chúng ta phân tích theo cái hướng đó. À, cổ phiếu APS đúng không ạ? À, thằng APS đây thì trong số 3 cái mã cổ phiếu chứng khoán sâu sâu đằng sau này ấy, thì chúng ta có phân tích thêm mã cổ phiếu APS và nó dính đến cái câu chuyện là <laughs> khởi tố tuy nhiên đến thời điểm dạng đây các anh chị bắt đầu có một cái lực cầu bắt rồi và như vậy ở đây là dòng tiền tay to người ta bắt đầu chấp nhận rằng là à như vậy là giá của APS ở khoảng quanh vùng 6 đến khoảng vùng 6.3 là ok như vậy tuần tới thì theo quan điểm của Hùng là cổ phiếu sẽ tích lũy ở vùng này Ờ, tích lũy vùng này nó sẽ kéo lên một nhịp thứ nhất sau đó thì gì ạ nó sẽ nhả cung lại một nhịp nhẹ đây khoảng quanh bảy và nó bắt đầu hình thành một sóng tăng thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà gì chúng ta phải vận dụng phương pháp chém cá ở tiến thớt để mà chúng ta gì ạ chiến đấu cổ phiếu vds ba mã cổ phiếu thì xịt xịt một còn hai đó vds ở đây rất tốt tuần vừa qua chỉnh cung lại quanh vùng 3.3 và tiếp tục <laughs> công lại vùng 15 và như vậy thì ngắn hạn thì nó sẽ ngắm lên ở đây khoảng cản ở uh, quanh kỹ thuật ở khoảng vùng 16. sau test lại ở đây và uh, test lại quanh 15 một tí và cái xu hướng uh, xu hướng hiện tại thì nó vẫn đang là xu hướng tiếp tục tăng giá. ORS uh, tuần vừa qua như vậy là nó cũng tiếp tục uh, quay trở lại đạt lại cái target kỹ thuật 16 đến 16 và cái điểm chỉnh cung kỹ thuật của nó ở vùng 15 15.2 khá là ok. thậm chí trong phiên ngày thứ hai và phiên kết tuần thì nhìn chung là xu hướng tuần tới thì khả năng chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá hỗ trợ này và nó sẽ có cái lực hồi quay trở lại vùng 16 16 2 thì tại cái lực hồi này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái cái xu hướng xu hướng ban bật của nó ở đây Ok rồi à, như vậy là à, các cái mã cổ phiếu tuần này thì chúng ta sẽ tạm dừng ở à, chúng ta phân tích ở đây và bây giờ phần thứ hai và phần thứ ba thì Hùng Lê sẽ cùng với các anh chị của chúng ta sẽ điểm qua lại một vài uh, các cái ý chính mà chúng ta đã phân tích uh, về xu hướng thị trường ở trong tuần vừa qua. Thì như các anh chị em đã biết rồi, trong tuần vừa qua là một cái tuần mà thị trường đã có những cái bước đột phá rất thành công, rất kịch tính và nói chung là 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 cái cái bộ môn này nó mang lại cho chúng ta những cái cảm xúc, những cái cảm giác mà không 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 ngoài đời nó không không, không dạy lý thuyết nó không dạy được, chúng ta phải ở trong thị trường của chúng ta mới nắm được. Thì đối với chỉ số VN30 thì cũng đã có dự kiến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 1115 đến vùng 1120. Ok anh chị chúng ta nhìn lại. Đây là trả kỹ thuật của chỉ số VN30 ở trong tuần vừa qua. Đây là phiên bắt đầu chúng ta kết thúc ở tuần video số 184 và bắt đầu phiên giao dịch ngày mùng 4, mùng 4. Thì anh chị nhìn thấy là ngay lập tức là trong phiên thì nó chạm đầu tiên là nó chạm vùng kháng cự 1120 và nó bắt đầu nó đi test lại đấy, vùng 1120. Rồi nhồi lên và lại test lại 1120 và kể từ đây thì bắt đầu nó có một cái nhịp sóng hồi và chỉ số VN30 thì đã kéo lên được đến gần mắt ở khoảng quanh vùng 1135 đó thì kháng cự mùng có nói đến ở đây đó là vùng 1135 1138 1140 thì trong tuần là nó lên được gần 1135 thì nó bắt đầu nó chỉnh cung và thêm một cái yếu tố kỹ thuật nữa là trong phiên giao dịch ngày hôm qua đấy trong phiên giao dịch ngày hôm qua đúng không ạ thì chúng ta vẫn gì ạ chúng ta vẫn tiếp tục đứng vững ở trước cái biên hỗ trợ kỹ thuật 1116 đến 1120 anh chị đó như vậy thì vậy thì chúng ta chúng ta nắm được cái biên hỗ trợ kỹ thuật 1115, 1116, 1120 để làm gì? Để ví dụ như thị trường có về đây thì chúng ta à bình tĩnh để chúng ta quan sát và các anh chị nhìn thấy trong phiên giao dịch của ngày hôm qua là là VN30 của chúng ta nhồi nhồi bốn nhịp. Nhồi bốn nhịp ở trong cái vùng này. Đó, nhồi bốn nhịp ở trong vùng này, tức là gì? Khi mà gặp về đến cái vùng hỗ trợ thì bao giờ như vậy tạo lập họ cũng sẽ tìm cách để họ nhồi một nhịp này. Hạ xuống này, rồi nhồi lên này, rồi hạ xuống này, nhồi lên này, hạ xuống này. Nhồi lên này và đến cái phiên ngày hôm nay thì nó mới bắt đầu diện nó mới bắt đầu vượt thoát được cái vùng một một hai mươi và nó bắt đầu đi lên và phiên ngày hôm nay thì là một phiên ở uh, cái tuần cực kỳ đẹp nói chung là cực kỳ đẹp uh, không những đẹp về điểm số các anh chị mà đẹp về nhóm ngành tức là cái dòng tiền nó đã đánh vào đúng những cái cái, cái diện cái xu hướng đánh vào đúng cái nhóm ngành big cap mà đa phần nhà đầu tư cầm nắm giữ nên các anh chị thấy là cái tài sản dòng của chúng ta đã tăng khá là tốt ở trong phiên ngày hôm nay thì như vậy ở đây trước mắt của chúng ta thì là như vậy là 1130 đến vùng 1132 1134 đây rồi thì đây sẽ là những cái vùng vùng cản kỹ thuật ngắn hạn ở trước mắt và khi thị trường chạm về vùng này thì chắc chắn nó sẽ chỉnh cung để nó tích lũy quay trở lại thì cái điểm chỉnh cung tích lũy đầu tiên mà theo quan điểm của hùng là nó sẽ về khoảng quanh vùng 1126 và cái điểm thứ hai thì nó có thể là nó sẽ quanh ở khoảng quanh vùng ở đây đó là vùng 1123 Ok anh chị khoảng quanh vùng 1122 đến khoảng vùng 1124 là đây đó sẽ là cái vùng chỉnh cung kỹ thuật thứ nhất của chỉ số à, VN30 còn nhìn về chỉ số phái sinh thì ở đây phá sinh thì trong tuần á, thì cũng có đề cập đến ở đây đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 1106 đến vùng 1110 thì như vậy là chỉ có hai điểm có suy soát một cái điểm 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 trong phiên giao dịch của ngày thứ năm thôi là nó suy soát về đến vùng 1112 thôi đó còn hai điểm nữa thì sẽ về đến vùng 1110 nhưng về cơ bản về cơ bản thì hỗ trợ kỹ thuật tuần ở trong vùng tuần vừa qua đó là vùng 1115 đến vùng 1117 tương đối tốt và chính ra thì chúng ta sẽ chỉ làm việc đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này thôi đó đây điểm này đó, nhồi về đây hồi long và đến điểm này thì cũng bắt đầu một cái chen kỹ thuật long và ở trong tuần vừa qua thì như vậy là phái sinh cũng đã kéo về đến gần 1130 tức là cái mức cản kỹ thuật cực kỳ cao của chỉ số phái sinh đạt được ở trong phiên giao dịch ngày thứ tư và sau đó thì nó diện nó bắt đầu nó có một cái xu hướng chỉnh cung và nó tiếp tục test lại ở cái vùng đây là nó test quá sâu này. Nhưng mà về mặt kỹ thuật thì chúng thấy rằng là cái vùng 1115, 117 mới chính là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật then chốt của thị trường trong tuần vừa qua. Uh, phiên kết tuần thì nó kéo khá là rát và nó lại quay trở lại. Uh, nó lại quay trở lại cái vùng ở đây là vùng cản kỹ thuật ở vùng 1128 uh, 1127 đến 1130. Chính vậy nên là chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta đánh giá thêm cái khả năng chịu tải của uh, chỉ số VN30 ở vùng này. Vùng test kỹ thuật dự kiến sẽ ở khoảng quanh vùng 1120 và sâu hơn thì chúng ta vẫn tính ở vùng 1115, 1117. Đối với chỉ số VN Index thì mới là một cái một một cái cực kỳ kịch tính, đó là VN Index thì hùng đã phân tích ở đây là hiện tại nó đang khá mong manh ở vùng 1120 và hiện tại thì đã có điểm hãm, tuy nhiên là chưa đủ mạnh, do là tuần mới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái mốc 1120. Thì cái câu chuyện ở đây ấy là chỉ số Index trong tuần vừa qua là một trong những cái cực kỳ kịch tính. Thì cái điểm hãm, điểm hãm đó là gì? Khi nó chạm về vùng 1120 thì nó bật lên và sau đó nó lại nhồi lại. Và cái câu chuyện là và 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 kết phiên thì nó có một cái uh, có một cái gap tăng nhẹ ATC ở đây và ngay lập tức ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai anh chị nhìn đấy nó trả gáp luôn. Và trả gáp cực kỳ đẹp luôn. 1120 hai tiếp tục gì ạ? đứng vững và kể từ đây thì gì ạ? chỉ số VN Index của chúng ta đã bắt đầu có gì ạ? có một cái sự phục hồi đi lên. Và index của chúng ta cũng chạm được cái vùng kháng cự mạnh ở tuần đó là vùng 1138 đến vùng 1140. Đây 1138 1140 các anh chị. Và kể từ đây thì nó lại bắt đầu gì ạ? Vì gặp kháng cự và nó không đủ lực để nó đi tiếp nên là nó chỉnh về 1130 và sau 1130 thủng thì nó lại tiếp tục gì ạ? À nó lại tiếp tục về 1120 đến 1122. Và trong phiên giao dịch của kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua thì Hùng có nói rồi, tức là gì? Cái 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 cây nến của cây nến kỹ thuật giờ ấy là khi mà về đến đây thì nó bắt đầu nó cũng có lực hãm vậy thì khi mà vào cái tâm thế của phiên giao dịch ngày thứ sáu thì rất là xấu nó xấu ở cái câu chuyện là vnd bị cắt mặc nó xấu ở cái câu chuyện dow Jones hôm qua bị giảm rất là mạnh rồi nó liên quan đến những cái thông tin lùm xùm tuy nhiên thì chúng ta vẫn gì chúng ta vẫn kỳ vọng là cái góc độ kỹ thuật là gì họ vẫn tạo lập họ vẫn giữ lại được cái vùng một và rất may và rất là tuyệt vời các anh chị nói chung là thoát tim luôn Đến cái đoạn này là chỉ chỉ ngồi khấn thôi mà khấn anh ơi anh anh tay to ơi, anh đừng có đạp thủng và đúng thật là họ không đạp thủng và rất may. À, sau một cái nhịp mà test về khoảng quanh 1123 và nó lấy lại 1124 là thấy mừng rồi và lên đến 1125 là lại thấy cực mừng. Và ngày hôm nay thì gần như đấy các anh chị này, ông hùng chỉ coi như ngồi coi như 10 giờ này. 10 giờ là bắt đầu uh, uh, là ngắm index này. 10 giờ này, đấy hiện tại là index đang còn cái khe cửa hẹp ở đây này Ờ à, Nến giờ đầu tiên kéo lên ở vùng 1128 này Bóng dưới ở 1123 và vẫn ở trên biên hỗ trợ này Tiếp tục quan sát ở đây này Tiếp tục kỳ vọng là tạo lập sẽ giữ ở mốc này kéo thị trường Quay trở lại ở vùng 1125, 1128, 1130 Và ơi giờ ơi đến lúc mà index nó lên được 1125 Xong rồi tiếp tục index nó lên được 1128 Và index nó lên đến 1120 là khi đấy mừng, mừng, mừng rơi nước mắt các anh chị Đó thì cũng có Uh, ông có để cái 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 trạc kỹ thuật của index ở trên trạc kỹ thuật giờ để ông theo dõi đó theo dõi ở cái này đó thì các anh chị nhìn thấy đây này đó chúng ta vẫn còn một cái khe cửa hẹp và rất may là khe cửa hẹp này thì index của chúng ta lần thứ ba lần thứ ba index đã vượt thoát thành công và long có điểm long và như vậy là điểm long này thì như vậy tuần tới thì khả năng là lại đâm lại vào cái vùng một một bốn mươi ở đây đó, đâm lại vùng một ở đây thì xu hướng uh, xu hướng nó sẽ diện nó sẽ chỉnh cung nhẹ nhàng lại đây và cái quan điểm của hùng hiện tại thì vẫn là áp các anh chị nhé thị trường nó chưa bị đao nó chưa bị đao nó vẫn áp và hiện tại thì chúng ta nhìn thấy đây ạ cái cách mà tạo lập họ tạo lập nó hiện tại vẫn đang một áp Index của chúng ta vẫn tiếp tục, gì ạ? vẫn tiếp tục một cái xu hướng, vẫn tiếp tục một cái xu hướng tăng tăng trưởng. Và trên cái con đường tăng trưởng đó thì không thể là một phát là nó nó ăn ngay được đâu, các anh chị. Nó cũng phải gì ạ? Nó cũng phải nghỉ ngơi, nó cũng phải tích lũy và điều quan trọng nhất đó là chúng ta tìm ra, chúng ta tìm ra được những cái điểm tích lũy kỹ thuật của thị trường của cổ phiếu để chúng ta nắm được. đó. Ví dụ như index vậy là hai tuần 3 tuần gần đây thì gần như là index của chúng ta đã gì ạ? Uh, index của chúng ta gần như là đã đã đạt rất thành công các anh chị rất thành công rất thành công ở vùng gì ạ 1120 đến vùng 1122 và chính vì cái sự thành công này đã giúp cho gì ạ tâm lý nhà đầu tư cũng như tất cả những chị em của chúng ta nếu chúng ta nắm được thì chúng ta sẽ hiểu được cái sự vận động của thị trường như vậy thì nó sẽ rất là ok thì um, về đến cái vùng cản kỹ thuật 1140 ở đây hoặc có thể chúng ta sẽ bán bớt đi và về đến vùng cái hỗ trợ kỹ thuật ở đây ở vùng 1120 1122 thì chúng ta dừng bán và chúng ta quan sát thêm đó thì đấy là những cái cách uh, tư duy uh, trong phân tích đầu tư và tuần tới thì uh, chúng ta sẽ chờ đợi thêm và trong trường hợp nếu như index trả cung. Đấy bây giờ chúng ta sẽ nói đến câu chuyện index trả cung. Thì trả cung như thế nào là đẹp? Trả cung như thế nào là đẹp? Thì ở đây là index sẽ trả cung lại ở khoảng quanh vùng 1134. <laughs> khoảng trả cung lại quanh vùng 1134 là đẹp. 1134 hoặc sâu hơn sẽ là 1130 thì tại những cái điểm trả cung kỹ thuật này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng chịu tải của thị trường và khi mà những cái vùng này nó được giữ vững và lực cầu ổn định nhìn tâm lý ok thì như vậy là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể nâng cái 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 target và 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 cái gọi là cái target kỹ thuật ở vùng 1150 của index là chúng ta vẫn đang bị vậy? vẫn đang bị giang dở ở cái vùng này đúng không ạ chúng ta quay lại ở trên chạc kỹ thuật ngày một tí để chúng ta ngắm index ngày <laughs> chúng ta ngắm index ngày thì bây giờ là một số các anh chị em thì cũng đang khá là quan ngại Uh, có vào uh, có có con nhắn với hùng là hùng ơi liệu là thị trường nó có tạo cái mô hình hai đỉnh ở một một bốn mươi không thì cái này thì bây giờ không ai dám chắc được là tạo hay không tạo các anh chị và chúng ta sẽ cần phải chờ thêm tuy nhiên nếu như chúng ta nhìn trên mặt về mặt ý đồ về mặt ý đồ của index các anh chị này ví dụ như là cái điểm này thấp nhất là một một hai mươi đúng không ạ nó nâng lên nó nâng lên và các điểm chỉnh cung ở đây là một một sáu mươi Xong tiếp tục là nó nâng lên cái điểm chỉnh cung ở đây là vùng 1195 đến vùng 1110 Và hiện tại thì nó đang nâng lên được cái điểm chỉnh cung ở đây là 1120 Như vậy thì câu chuyện là là tạo đỉnh hay không tạo đỉnh hay là như nào Thì chúng ta sẽ cần để chúng ta đánh giá cái hỗ trợ 1120 và 1140 Khả năng trong ngắn hạn thì index sẽ đi ở trong biên này Và sau khi biên này thì ví dụ trong trường hợp nếu phá 1140 Và sau đó nó tín hiệu dòng tiền nó xác nhận quay trở lại đây Thì như vậy là gì ạ? Đó thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng cái target lên 1150, 1160. Còn trong trường hợp nếu như mất 1120 thì ok, như vậy khi trong trường hợp mất 1120 thì như vậy là mô hình hai đỉnh ở đây thì thì cái xu hướng là nó sẽ về 1195 đến 1110 để nó tích lũy lại thì tùy uh, gọi là tùy cơ ứng biến, tùy cái xu hướng của thị trường để chúng ta phân tích. nó thì theo cái, cái 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 dữ liệu như thế nào thì chúng ta sẽ phân tích theo cái chiều hướng đó. Ok. Ờ uh, ok bản tin tuần này như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Với những câu hỏi các anh chị quan tâm thì chúng ta có thể comment ở dưới dòng thời gian bản tin tuần. Và Hùng Lê cũng mời tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng ta đã uh, theo dõi ở Hùng Lê trong một quá trình rất là dài rồi thì chúng ta sẽ về đồng hành cùng team Hùng Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VBS và hiện tại thì công ty cũng đang có những cái chính sách uh, miễn phí giao dịch cho những cái tài khoản mở mới rất là ok thì uh, đấy là một cái quãng thời gian để các anh chị trải nghiệm uh, tất cả những cái tiện ích ở uh, tại công ty và chúng ta sẽ có một cái hành trình uh, đi rất là chậm rất là chắc rất là dài ở trên thị trường chứng khoán. Uh, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.